Tường Vi rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Đẹp để tự tin, được phát sóng vào lúc 21:50 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Kính thưa quý vị, với vùng da quanh mắt có thể nói là một vùng da được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm, bởi vì đó là một vùng da rất dễ bị lão hóa và cũng khá là nhạy cảm. Có thể nói là với những nếp nhăn nè hoặc là những quầng thâm thì chúng ta vẫn có biện pháp, ví dụ như là sử dụng những cái dòng kem cho mắt riêng biệt. Tuy nhiên là có một khuyết điểm rất là dễ khiến chị em cảm thấy vừa mất tự tin vừa cảm thấy rất là khó chịu nữa. Không biết đó là khuyết điểm gì đây? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tiểu phẩm của chương trình quý vị nhé. Cái gì mà lâu vậy ta? Quỳnh ơi, em sắp xong chưa? Dạ em gần xong rồi, anh chờ em xíu nha. Không sao không sao, giờ còn sớm mà. Chờ đợi là hạnh phúc. Anh sẽ chờ em cả đời Quỳnh à. Em sẽ vì anh làm thơ tình ai. Trời ơi. Ủa gì em làm gì hết hồn dữ vậy? Em đi đâu vậy? Em đi gặp ba má anh. Em đi gặp ba má anh. Nè, gặp ba má anh trang điểm gì đậm vậy? Trời ơi anh. Mặt em trang điểm giống như là ca sĩ lên sân khấu vậy đó. Nè nè, nhất là cái vùng mắt ở dưới nè, dày cỡ mà. Tẩy bớt nó đi. Bậy. Tẩy cái gì cũng được, không có tẩy được cái này. Sao vậy? Không có tẩy được đâu. Anh nói với em rồi, ba má anh á thích cái sự nho nhã, thích cái sự đơn giản nhất. Em mà để mặt ngọc ba má anh còn ngất xỉu lên tim luôn á. Ba má anh còn ngất xỉu lên tim luôn á. Cái mụn thịt nè, ở dưới mắt hay ghê à, sợ chết được. Ơi, mấy cái này anh nói với em có sao đâu. Ba má anh không quan tâm đến điều đó. Anh càng không quan tâm. Người yêu anh mặt mộc cũng đẹp. Người yêu anh mặt mộc cũng đẹp. Thôi đi. Anh á, suốt ngày nói với em vui lòng thôi. Anh thương em nên nói vậy thôi chứ. Anh nhìn anh cũng chắc cũng sợ lắm luôn. Anh nói thiệt chứ bộ, anh không sợ. Nhưng mà em đó, mấy cái bụng thịt có sao đâu mà em tự ti. Đúng lẽ ra trong cái thời gian mà em cứ ngồi em tự ti thì cái thời gian đó để dành á, em nghiên cứu coi cái cách nào để mình điều trị cái đó an toàn nhất. Tại vì em bận công việc anh cũng biết mà. Với lại hả, thì dạo này em cũng dành thời gian lên mạng á. Em coi người ta bán mấy cái tuyếp thuốc vậy nè, rồi sức lên á, mụn thịt nó hết á. Cho nên là em định mua về xài á. Nè nè, không được mua cái đó về xài nha. Sao vậy? Trời ơi, bậy bạ không à. Chứ nó không rõ nguồn gốc, em mua em sức lên mặt làm sao được. Bây giờ nè, em phải nghe bác sĩ chuyên khoa da liễu sẽ tư vấn cho mình cách điều trị mụn thịt một cách an toàn và hiệu quả nhất. Kính thưa quý vị, mụn thịt thì không quá nguy hiểm, tuy nhiên là vừa ảnh hưởng đến thẩm mỹ và cũng sẽ làm cho các chị em cảm thấy mất tự tin dẫn đến khó chịu đúng không nào? Và ngày hôm nay thì chương trình sẽ giúp cho quý vị giải tỏa những cái vấn đề lo lắng đó. Và ngày hôm nay thì Tường Vi đã mời đến chương trình của chúng ta tiến sĩ bác sĩ Ngô Minh Vinh, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xin chào bác sĩ. Chào Tường Vi, xin chào quý vị khán giả. Vừa rồi thì bác sĩ cũng đã theo dõi tiểu phẩm của chương trình thì thấy là cô gái ở trong tiểu phẩm cảm thấy rất là mất tự tin bởi những cái mụn thịt trên mặt mình luôn, và đặc biệt là ở cái vùng quanh mắt. Như vậy thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết là nguyên nhân tại sao mà chúng ta lại có những cái mụn thịt như vậy không ạ? Trong cái từ chuyên khoa của tụi tôi thì có mụn thịt mình gọi là u ống tuyến mồ hôi. Thì như thế nào là có mụn thịt? Thì đó là những cái nốt mà nó nhô lên mặt da, thì thường có màu trắng hoặc là vàng chút xíu, và cái đường kính của nó li ti kiểu như đầu cây kim vậy đó, thường khoảng từ 1 đến 3 mm. Mà nó xuất hiện ở đâu? Ngay những cái vị trí mà mình cần làm đẹp, thường hay nhất là nhìn vô là thấy đúng liền. Đúng rồi đó, ngay quanh mắt mình. Những cái vị trí khác cũng có thể gặp hơn, ví dụ như có thể xuất hiện ở trán, má. Thì cái mụn thịt nó gặp ở cái lứa tuổi nào lớn chút thì thường gặp ở cái phụ nữ ở lứa tuổi trung niên, và nữ thường gặp hơn nam giới. Như vậy thì cái phương pháp nào mình có thể gọi là tiêu diệt những cái mụn thịt này không bác sĩ? Thì trước đây người ta có nhiều cái phương pháp làm cho nó bằng đi, ví dụ bằng phương pháp phi mài mòn, hoặc hay là người ta bôi đắp cái này cái kia, hoặc là người ta đốt bằng cái dung dịch áp lạnh đi tơ lỏng. Dạ. Nhưng mà thực ra nó có tác dụng tạm thời, bởi vì mình biết rằng cái tổn thương này nó nằm sâu xuống dưới mặt da cả 1 đến 2 mm. Những cái phương pháp mà mình làm cái bề mặt thì nó chỉ có tính chất tạm thời và nó không hết được, và nhiều khi nó để lại di chứng, ví dụ như những cái sẹo hay những cái thâm lại còn xấu hơn. Thì những cái thập niên trước thì người ta đốt nó bằng đốt điện. Tuy nhiên thì cái phương pháp đốt điện nó số trường hợp để lại cái sẹo nó không được thẩm mỹ, ví dụ thâm hay là cái sẹo nó lõm xuống. Gần đây thì người ta sử dụng bằng phương pháp laser CO2. Những cái năm gần đây nữa thì có những cái công nghệ mới ra đời, vi phân hay là cái laser vi điểm, tức là cái tia laser rất là nhỏ đưa và nó hủy những cái tổn thương của ống tuyến mồ hôi, cái mụn đó, mụn thịt đó đi, nhưng mà những cái mô xung quanh gần như là nó không tổn thương. Ví dụ với những cái bác sĩ mà có tay nghề tốt thì người ta đốt gần như không để lại những cái di chứng, ví dụ như cái sẹo, tức là gần như cái da nó bình thường.
Tuy nhiên là bây giờ em thấy có rất nhiều người hay nói là mụn thịt giống như là những cái cục thịt dư, mình có thể giải quyết bằng những cái biện pháp dân gian. Ví dụ như là bôi tỏi lên nè, rồi bôi lá tía tô, bôi kem đánh răng nữa. Như vậy thì em người ta cứ truyền miệng nhau như vậy thì nó có cơ sở không ta? Và nó có thực sự là nó hết thật không bác sĩ? Thì một số phương pháp dân gian như là Tường Vy có nói đó, dạ, người ta có thể bôi tỏi, kem đánh răng vân vân. Mục đích để làm gì? Để nó hủy hoại cơ mô đi. Nếu mà có tác dụng thì nó sẽ bào mòn cái đó, mang tính chất tạm thời. Còn bản chất của cái bệnh lý này là nó nằm ở dưới da, thì thời gian sau thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ bị trở lại ngay tức khắc. Ví dụ như những cái lá tía tô hay là bôi đắp những cái này cái kia, cái mụn đó nó quỷ bị tổn thương, cái vùng da bình thường nó cũng bị lở lét, nó thành vô tình cái mụn thịt mình không hết mà cuối cùng để lại những thêm, cái sẹo, có nghĩa là nguyên cái mảng luôn đó. Và những cái sẹo đó dù có điều trị rất là tốn tiền, rất là tốn thời gian. Dạ thưa bác sĩ, nếu mà với những phương pháp điều trị như bác sĩ nói thì nó có thực sự là hết hẳn hay không, hay là sau một thời gian sẽ tái phát lại ạ? Nếu mình thực hiện đúng kỹ thuật thì cái mụn đó nó hết, nó sẽ không tái phát lại. Tuy nhiên nếu mình điều trị không có đúng thì cái mụn đó thời gian sau nó sẽ xuất hiện ra lại. Sau thời gian nếu có khả năng xuất hiện những cái mụn mới mà mình chưa có can thiệp, mình sẽ tiếp tục mình điều trị và nó có hiệu quả. Như vậy thì không biết là cái cách chăm sóc sau khi điều trị có quá phức tạp không thưa bác sĩ? Sau khi đốt laser hoặc đốt điện các cái mụn thịt đó thì cái cách chăm sóc thì kỹ thuật viên hoặc bác sĩ người ta sẽ tư vấn cho khách hàng. Để cái quá trình nó lành vết thương tốt thì đòi hỏi phải được giữ ẩm và nó không bị nhiễm trùng. Thì ví dụ bôi các cái loại kem như là có kháng sinh, ví dụ như fusidic acid vân vân, có những hoạt chất đó thứ nhất vừa cái kem giữ ẩm và vừa có cái chất kháng khuẩn thì nó không bị nhiễm trùng. Đồng thời trong cái thời gian đó thì quá trình chăm sóc trong vòng một tuần đầu á thì không sử dụng các cái dung dịch da dưỡng mắt hay là các cái chất xà phòng để kích thích làm cho cái vết thương nó không lành được. Trong cái thời gian đầu ví dụ đi ra ngoài nắng thì người ta mang kính râm tính có chắn tia UV để nó khỏi bị thâm, cái sẹo nó thâm. Và vấn đề bệnh nhân sẽ sinh hoạt trở lại bình thường, có thể trang điểm make up nếu mà sau một tuần. Những lưu ý khi điều trị mụn thịt: không điều trị mụn thịt bằng các phương pháp dân gian hoặc dùng kem, thuốc điều trị mụn thịt không rõ nguồn gốc, nên đến thăm khám tại các trung tâm da liễu uy tín để được tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. Kiêng ăn một số thực phẩm cay, nóng theo hướng dẫn của bác sĩ, hạn chế cho da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, chăm sóc làn da sạch sẽ, hạn chế sự viêm nhiễm, bít lỗ chân lông cũng là một cách để tránh cho mụn thịt hình thành. Không tự ý dùng tay sờ nắng và gãy mụn thịt vì khiến cho tình trạng da trở nên khó chịu hơn. Kính thưa quý vị, qua những chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta thấy là với những cái mụn thịt đáng ghét đó, chúng ta vẫn có cách điều trị, cho nên quý vị đừng quá lo lắng quý vị nhé. Và xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Ngô Minh Vinh đã đến với chương trình Đẹp để tự tin, giúp cho quý vị khán giả có thêm rất nhiều kiến thức bổ ích. Và hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đẹp để tự tin được phát sóng vào thứ năm hàng tuần lúc 21:50. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Xin chào tạm biệt.